Chào mừng quý vị bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Bản tin bóng đá và chuyển nhượng mới nhất ngày 30 tháng 3 của chúng tôi hôm nay có những nội dung chính sau đây. Manchester tứt hỏi mua bóng tấn của Barca. Theo thông tin từ tờ Sport, ban lãnh đạo Manchester tứt đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo cánh Dembele bên phía Barca ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo nguồn tin này, huấn luyện Solskjaer hy vọng ký hợp đồng với tiền đạo 23 tuổi để tăng cường sức mạnh hàng công cho quỷ đỏ. Manchester tứt cũng hy vọng rằng Dembele có thể giải quyết cơn đau đầu của họ ở cánh phải sau khi đội bóng 20 lần vô địch nước Anh không thể ký hợp đồng với tiền đạo Sancho của Dortmund ở mùa hè năm ngoái. Dembele đã ghi được 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trong 22 trận ra sân ở La Liga mùa giải năm nay cho Barca. Hiện tại, tiền đạo người Pháp đã ghi được 28 bàn thắng sau 109 trận ra sân trên mọi đấu trường trong 4 mùa giải qua kể từ khi chuyển đến Barca với 110 triệu bảng từ Dortmund vào năm 2017. Salah đề ngỏ khả năng rời Liverpool. Trả lời câu hỏi liên quan đến tương lai của mình trước thềm trận đấu với Real Madrid, Salah cho biết: "Việc tôi có ở lại hay không nằm ngoài trong tầm tay của tôi. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra, nhưng tôi không muốn nói về điều đó bây giờ. Mối quan hệ của tôi với huấn luyện viên Klopp rất bình thường, giữa hai con người chuyên nghiệp." Khi được hỏi có đến Tây Ban Nha chơi bóng không, tiền đạo này cho biết: "Tôi hy vọng có thể chơi bóng thêm rất nhiều năm nữa, không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Vậy nên, có thể một ngày nào đó, tôi sẽ chơi bóng ở Tây Ban Nha." Với việc Salah từ chối cam kết tương lai với Liverpool, một thương vụ chuyển nhượng diễn ra mùa hè tới là hoàn toàn có thể xảy ra. Đội bóng thành phố cảng chắc chắn cũng không từ chối bán ngôi sao sáng giá của mình nếu như nhận được một khoản tiền hợp lý để tái đầu tư vào đội hình. Inter Milan đàm phán hợp đồng với Lukaku. Tiền đạo Lukaku đang có phong độ rất tuyệt vời kể từ khi chuyển đến Inter Milan vào năm 2019 từ Manchester United. Màn trình diễn tuyệt vời đó đã giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu, bao gồm Real Madrid, Chelsea và Barcelona. Theo thông tin từ tờ Daily Mail, Inter Milan đang cố gắng trói buộc Lukaku bằng một bản hợp đồng mới. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối mùa giải năm nay. Theo nguồn tin này, Lukaku sẽ được tăng lương đáng kể sau những đóng góp vừa qua. Ở mùa giải năm nay, Lukaku đã ghi được 25 bàn thắng sau 34 lần ra sân và đang cùng Inter Milan đua chức vô địch Serie A. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay hay là ý kiến của mình phía dưới phần bình luận? Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất, bảng xếp hạng và lịch đấu của các giải đấu hàng đầu châu Âu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.